Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, ở phân khúc hạng C thì những chiếc xe Mazda 3 này chưa bao giờ hết hot. Vâng, hôm nay ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3 mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đây chính là chiếc xe Mazda 3 phiên bản hatchback 1.5 lít số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký năm 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được 38.000 km rồi. Sau đây, chúng tôi sẽ cố gắng quay thật sát, thật chi tiết từ nội thất cho đến ngoại thất cho đến khoang máy để quý vị và các bạn cùng xem và tự đánh giá được chất lượng của chiếc xe này sau 3 năm sử dụng nó còn mới và đẹp như thế nào. Nhưng chúng tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn, nếu đã có nhu cầu mua chiếc xe cũ thì quý vị và các bạn nên bớt chút thời gian của mình ra để đến xem trực tiếp chiếc xe này. Có thể cùng chúng tôi đem vào trong hãng để check chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn và tất cả còn nguyên bản. Từ lốp xe vẫn còn nguyên bản, lớp sơ cua còn chưa hạ và chủ xe đã lắp lên rất nhiều đồ từ dán kính, trải sàn, cảm biến lùi, gương gập điện auto, cảm biến trước sau. Nói chung là chủ xe đã độ lên rất là nhiều thứ rồi, cho nên là nếu quý vị và các bạn có mua chiếc xe này về, quý vị các bạn chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Trong trường hợp quý vị và các bạn chưa chuẩn bị đủ tài chính thì quý vị chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu, chúng tôi sẽ làm hồ sơ trả góp cho quý vị trong vòng 2 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận chiếc xe này và sở hữu ngay chiếc xe này chỉ với mức tiền ban đầu quý vị bỏ ra là 200 triệu đồng. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết về chiếc xe.
Yeah.
luôn.